Từ bàn tay trắng, mình đã mua được nhà ở Sài Gòn vì đã áp dụng nghiêm túc 3 điều sau đây. Điều mình sắp chia sẻ hy vọng sẽ giúp được các bạn đang mong muốn có nhà trước 30 tuổi giống mình. Việc đầu tiên cần làm, quan trọng nhất là đặt ra mục tiêu lớn cho bản thân, viết nó ra giấy và nhìn vào mỗi ngày. Với mình, đó là quyết định mua nhà. Chúng ta thường nghĩ thu nhập 20 đến 30 triệu không thể nào mua được căn nhà tiền tỷ ở Sài Gòn. Muốn mua được may ra trúng số hay bố mẹ cho, nhưng mà tin mình đi, chỉ cần có mục tiêu rõ ràng thì nguyện vọng của bạn sẽ được đáp ứng. Bản thân mình đã từng kiếm được rất nhiều tiền trong quá khứ nhưng luôn bị cháy túi vì không có nổi một mục tiêu, một ước mơ đủ lớn. Lập kế hoạch tài chính cá nhân, chia ra các khoản thu chi trong tháng, tiền sinh hoạt, ăn uống, đi lại. Khoản tiền này mình luôn giữ cố định ở một con số, tuyệt đối không dùng vượt qua mức này. Chúng ta thường có thói quen tiêu pha nhiều hơn khi thu nhập tăng, bản thân mình cũng từng như vậy. Và sẽ có thời điểm bạn nhận ra 5 triệu vẫn sống tốt nếu biết cách kiểm soát, và ngược lại 50, 70 triệu vẫn cháy túi như thường nếu không biết tích lũy. Có mục tiêu rồi, có kế hoạch chi tiêu rõ ràng rồi, việc cuối cùng là bằng mọi giá phải tăng được nguồn thu nhập. Ngay khi bắt đầu, mình đã làm việc rất chăm chỉ trong một thời gian dài với cường độ dày đặc 12 đến 14 tiếng mỗi ngày. Thu nhập hàng tháng mình đều tích lũy được, và sau đó thành quả cũng đến. Điều mình nhận ra khi ứng dụng luật hấp dẫn đó chính là dám ước mơ, tìm ra các nguyên nhân cản trở mục tiêu, thường là các thói quen xấu, và hành động quyết liệt. Mục tiêu lớn sẽ có lúc làm chúng ta mệt mỏi, những lúc này hãy nghĩ về thành quả mà chúng ta sẽ đạt được. Đây chính là nguồn động lực để vượt qua mọi rào cản.